Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 117. Sư phụ kể chuyện dây thần lên Thượng Đế. Xa xưa có một người chồng kia thương vợ lắm, họ không bao giờ xa nhau. Nhưng có một hôm người vợ phải về thăm cha mẹ. Tới nửa đêm anh chàng nhớ vợ quá bèn chạy theo đi, tới nhà cha mẹ vợ. Trời lúc đó tối om, trễ quá rồi, cả ngôi nhà cửa đóng kín mít, cổng cũng đóng và tường thì rất là cao. Anh không vào được, bèn đi bọc quanh nhà. Cuối cùng anh tìm thấy một sợi dây thần to lớn. Dây được buộc trên tường, thòng xuống tới mặt đất. Thế là anh bám vào sợi dây, leo lên tới tầng thứ hai, rồi gặp vợ. Cô vợ ngạc nhiên hỏi, làm sao anh vào đây được? Người chồng đáp, anh bám vào sợi dây thần mà em thả xuống cho anh. Nhờ vậy, anh mới vào thăm em được. Bộ em không biết sao? Anh tưởng em biết anh sẽ đến, nên đã treo sẵn sợi dây thần cho anh. Cô vợ nói, vô lý quá nhỉ, em đâu biết là anh sẽ tới vào giờ này. Nghe vậy, người chồng nói, nếu không tin thì em xuống đây coi. Thế là cả hai đi xuống, nhìn sợi dây thần. Họ thấy đó không phải là dây thần, mà là một con rắn to lớn đang treo mình trên tường. Tuy nhiên, vì trời tối nên anh chàng không để ý, và trong tình yêu mù quáng tưởng chừng như đó là sợi dây thần từ người vợ. Anh ta suýt nữa là mất mạng. Cô vợ nói với chồng rằng, trời ơi, anh thương em quá, nhưng em có cho anh được gì không? Giá mà anh cũng thương Thượng Đế nhiều như thương em, cùng tình thương đó thì anh đã tìm thấy Ngài rồi. Nếu anh ham được khai ngộ cũng nhiều như vậy, nếu anh thương Thượng Đế như vậy, thì bây giờ anh đã tìm thấy Thượng Đế và trở thành Đại Thánh Nhân rồi. Nhưng từ tình thương mà anh cho em, anh có được gì không? Không được gì cả. Nghe vậy, người chồng bỗng khai ngộ, mắt mở ra. Cũng với con rắn đó, anh chàng tuột xuống đất chạy đi, không bao giờ gặp vợ nữa. Về sau, dĩ nhiên anh trở thành Đại Thánh Nhân và đắc đạo. Cho nên quý vị thấy đó, mọi chuyện ở thế giới này cũng vậy. Quý vị lo cho vợ chồng con cái mà lại không lo cho chính mình. Tuy nhiên, mình là quan trọng nhất. Có tốt gì đâu nếu kính trọng cả gia đình mà mất đi chân ngã. Chúng ta không bỏ gia đình, cũng phải chăm sóc cho gia đình nữa. Nhưng nếu chúng ta phải săn sóc cho chính chúng ta, tìm chính mình, coi mình là ai, có mục đích làm gì ở thế giới này. Nếu quý vị không biết, sau khi chết sẽ không được gì cả. Quan điểm: cái tôi thật luôn luôn tự do. Con có một câu hỏi hoàn toàn về lý thuyết, nhưng con bị mắc kẹt hơn 10 năm nay. Con hiểu theo đầu óc rằng chúng ta không có cái gọi là tôi, những cảm giác này không phải là mình, sự suy nghĩ này không phải là mình, vân vân. Như vậy, cái gì luân hồi qua luân hồi lại, cái gì gây nghiệp chướng và thâu thập nghiệp chướng, và cái gì tạo phước báo và thâu phước báo, cái đó có phải là đầu óc của mình không? Đầu óc của mình và linh hồn của mình bám vào đầu óc đó. Thí dụ, nếu xe hơi bị nạn mà người lái không chịu nhảy ra thì họ cũng bị tiêu tùng theo cái xe luôn. Nếu người đó nhảy ra kịp thời, nếu họ không quyến luyến cái xe đó nhiều quá và không muốn cứu cái xe thì họ có thể cứu được đời họ. Có người thích xe hơn cả sự sống. Phần đông chúng ta cũng hay bị vấn đề đó. Thích người lượm rác của mình hơn là linh hồn của mình, hơn là chân ngã của mình. Chúng ta luôn luôn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với những tư tưởng thâu thập được, với đủ thứ thành kiến, với đủ thứ chuyện vớ vẩn mà không chịu tiếp xúc với đấng thật sự của chúng ta, chân ngã của chúng ta. Thành ra mới gặp rắc rối như vậy. Tôi ráng giải thích thêm. Trong cuộc đời, quý vị có hiểu là bây giờ ai đang sống không? Đó là sự nhận thức. Cái tôi thật đang sống qua những giác quan như tai, chân, mắt, miệng, cảm nghĩ, não bộ. Vậy thôi. Và nếu cái tôi này, sự nhận thức này luôn luôn mắc kẹt
vào trong những cảm nghĩ này, sự suy nghĩ này, tin tức này, thì cái tôi đó không thể tự do thoát ra khỏi cảm nghĩ đó, tư tưởng đó, những thành kiến thâu lượm từ xã hội, từ môi trường sinh sống, từ thói quen. Đương nhiên sự tức giận thật sự đó, cái tôi thật ấy, phải trở lại lần nữa. Nhưng nếu cái tôi thật này luôn luôn hiểu rằng nó, cái tôi thật, sự nhận thức thật ấy, chỉ là kẻ mục kích tất cả những cảm tưởng này, tất cả sự suy nghĩ này, tất cả những tư tưởng đã thâu thập này, thì lúc đó cái tôi đó không bao giờ bị mắc kẹt vào những cảm nghĩ hoặc ý tưởng này và luôn luôn tự do. Cho nên khi vãng sinh, người đó tuyệt đối biết rằng họ không phải là những cảm nghĩ này, không phải là những hoàn cảnh ràng buộc này, không phải là những tư tưởng này, thì người ấy sẽ tự do. Họ sẽ hành trình về với toàn thể nguồn sống mênh mông mà không bị kẹt vào một góc suy nghĩ, cảm tưởng, thương ghét nào. Thành ra chúng ta phải làm cho sự nhận thức của mình tỉnh dậy, kéo nó về, tiếp tục nhắc nhở nó hoài rằng người không phải là cảm tưởng này, người không phải là ý nghĩ này, người không phải là cái này, người không phải là cái nọ. Hiểu không? Không có gì là quý vị cả. Đau nhất cũng vậy sao? Phải, bởi vì thân thể cảm thấy đau, dây thần kinh cảm thấy đau, bởi vì dây thần kinh được sinh ra là để cảm thấy những cái này. Sự nhận thức thích hưởng thụ những cảm giác này và thích biết những cái bên ngoài. Nếu không, làm sao chúng ta nhận biết được? Đây là sự nhận thức đang thể nghiệm nỗi đau đớn qua thân thể, nhưng sự nhận thức tự nó không bao giờ có đau đớn. Nếu quý vị ăn một quả táo ngọt, không phải lưỡi quý vị ngọt. Không phải quý vị là người ngọt. Cái ngọt đó không phải là quý vị. Nó là từ quả táo. Quý vị là người hưởng thụ hương vị ngọt đó. Cũng vậy, chúng ta, sự nhận thức, hưởng thú vui, biết đau và từ chối những cái nó không thích. Nhưng tất cả những cái này không thành vấn đề. Quý vị có thể thưởng thức hay từ chối, thể nghiệm cái thích hay không thích, chỉ có vậy thôi. Quý vị không phải là cái thích hay không thích kia, những cái này chỉ là trạng huống mà thôi. Thế thì tại sao phải mắc vào đó, rồi bị buộc vào kiếp này qua kiếp khác, bởi vì không thỏa mãn. Quý vị phải biết rằng những thứ này chỉ là thoáng qua, hôm nay nó đến, ngày mai nó ra đi. Vậy thôi. Nếu thích thì vui hưởng, nếu thể nghiệm chuyện không hay thì phải chịu, vậy thôi. Khi đi thì đi, khi không có thì không có. Nếu không, nếu chúng ta, sự nhận thức này cứ tiếp tục theo đuổi những thú vui, thì chúng ta sẽ phải luân hồi. Sự nhận thức muốn chụp cái cảm giác còn sót kia, thành ra nó phải ráng đúc mình vào khuôn một lần nữa, để rồi hưởng thụ hoặc chịu khổ. Luôn luôn bám vào cái cảm giác cay đắng ngọt bùi này, theo đuổi nó. Nếu một người nào cho quý vị một quả táo, quý vị ăn vào, ồ, thích quá. Nhưng bây giờ không có quả khác, quý vị chạy khắp nơi tìm táo, ngày nào trong đầu cũng chỉ nói táo, táo, táo. Quý vị không thể làm gì khác, mãi mê tới mất hồn, lạc vào hương vị ngọt ngào của quả táo. Cuộc sống cũng giống vậy. Sự nhận thức đang đuổi theo cái nó thích và ghét cái nó không thích. Rồi chúng ta bị mắc kẹt trong đó luôn. Sự nhận thức không thể tự cứu nó ra khỏi những cảm giác này. Cho nên, chúng ta bị cột lại, không được giải thoát. Nếu mỗi phút giây, nhất là lúc từ trần, chúng ta biết mình không phải là cảm tưởng này, không đếm xỉa chi tới cảm giác này, chúng ta đã xong xuôi đối với tất cả những cảm nghĩ này, thì chúng ta tự do. Chúng ta luôn luôn tự do, không bao giờ là không tự do. Mọi người vỗ tay. Thành ra cứ việc khóc khi nào muốn khóc, cười khi nào muốn cười. Nhưng phải hiểu rằng cái khóc, cái cười đó không phải là mình. Quý vị chỉ đang thể nghiệm những chuyện đó vì muốn được biết những cái đó, vì muốn hiện hữu. Nếu không, quý vị không hiện hữu. Nếu không, thế giới không hiện hữu. Chúng ta nói rằng thế giới đầy đau thương, nó không nên hiện hữu.
Nhưng tại sao không hiện hữu chứ? Nếu không có nó thì cũng chán lắm. Không có gì để làm. Lúc nào cũng hưởng thụ. Ồ, ta là cái đó, ta là cái đó, ta là cái đó. Ta là Thượng Đế, vậy thôi. Ta là đấng vạn năng. Và ta biết như vậy. Ta không đau khổ, không gì cả. Ta luôn luôn hỷ lạc. Thì sao? Đừng nói chi tới Niết Bàn. Thì sao? Nếu ngày nào cũng vui, thì sao? Nhưng bởi vì quý vị vẫn còn muốn Niết Bàn thì phải bỏ công ra. Làm cho tới khi nào không muốn nữa mới thôi. Tới khi chán ngấy, lúc đó quý vị tự do. Tôi chỉ muốn quý vị tu đến Niết Bàn. Bởi vì tôi muốn quý vị biết rằng quý vị không cần Niết Bàn. Nhưng vì quý vị còn cần nên phải làm để mà được. Nếu còn muốn đồ giả bằng nhựa thì cứ lấy. Nhưng dùng cho tới khi miệng khô, không có sữa, không có gì cả. Rồi một ngày nào đó, quý vị sẽ liệng nó đi. Và nhận thấy rằng, mình không cần nó ngay từ lúc đầu. Bởi vì quý vị luôn luôn tự do, không cần cái đó. Tôi là ai? Quý vị bảo rằng Minh Sư biết hết mọi thứ và vô sở bất tại. Nhưng tôi chẳng biết gì cả. Minh Sư biết, tôi không cần phải biết. Chúng ta làm mà không làm. Nếu phải biết tất cả mọi chuyện thì tôi bận quá, bởi tôi phải làm 1.001 thứ cùng một lúc. Quý vị tưởng đầu óc có khả năng phun ra 1.001 việc trong cùng một lúc, thuật lại cho cái kêu bằng tôi. Tôi đã không có tôi rồi. Chúng ta không có tôi. Tôi đã nói chúng ta chỉ là ý nghĩ. Cái kêu bằng tôi chỉ là ý tưởng này theo sau ý tưởng khác. Tất cả những rác rến, tất cả những thói quen và tất cả những tin tức thâu vào, thật ra không có tôi. Tôi là cái tôi tỉnh ngộ, là kẻ mục kích, kẻ nhìn thấy mọi sự việc mà chúng ta đang thâu thập hoặc phản ứng. Kẻ biết những chuỗi hành động và phản ứng, đó là chứng nhân. Kẻ đó không phải là hành động hay phản ứng, mà là người chứng kiến. Kẻ đó là chúng ta. Kẻ đó là tôi. Nhưng chúng ta lại hay lầm người chứng kiến với diễn biến. Chúng ta bị ràng buộc quá nhiều vào diễn biến hoặc vào mùi vị của mọi cái mà chúng ta biết, rồi tưởng đó là chúng ta. Bây giờ tôi đang giận, bây giờ tôi đang vui, bây giờ tôi không vui. Không phải vậy. Đó chỉ là phản ứng. Đó không phải là tôi giận mà tôi đang chứng kiến sự giận đó. Tôi đang trông thấy thảm cảnh ấy xảy ra. Bây giờ vui, bây giờ khổ, nhưng chỉ có vậy thôi. Chỉ là hành động và phản ứng trên sân khấu. Cho nên, khi làm việc gì đó cho mình, chúng ta đừng bao giờ nghĩ là nó quan trọng. Nếu bỏ đồ ăn vào miệng, quý vị có cần được tưởng thưởng không? Hay là khi tắm rửa, quý vị có nghĩ rằng mình giỏi không? Nếu không rửa, không thể nào chịu nổi. Nếu không ăn, sẽ cảm thấy yếu sức, không cử động được. Thành ra, ăn tự nó đã là một phần thưởng rồi. Tắm tự nó đã là một phần thưởng rồi. Cũng vậy, làm bất cứ công việc gì cho Minh Sư, cho nhân loại, cho anh em đồng tu hay không phải đồng tu, những cái này tự nó đã là phần thưởng rồi. Đương nhiên, khi làm việc cho Minh Sư là làm việc cho nhân loại, bởi vì Minh Sư là nhân loại. Ngài không phải là một cá nhân riêng biệt, mà là một công cụ cho quần chúng. Ai cũng xài được, quý vị biết rồi. Để làm bất cứ chuyện gì, dù nhỏ mọn hay vĩ đại bao nhiêu. Quý vị luôn luôn để Minh Sư làm, hoặc bảo Minh Sư làm giúp, và Minh Sư sẽ làm, dù quý vị có thấy hay không thấy. Minh Sư không phải lúc nào cũng cần thuật lại cho quý vị biết Ngài đã làm gì. Thành ra, có khi quý vị biết, thấy được bằng mắt huệ, có khi không. Có thể là mắt huệ của quý vị đang ngủ. À, có xảy ra như vậy. Rồi quý vị bảo rằng, sư phụ không làm gì cho tôi hết, tôi chẳng bao giờ thấy cái gì. Khi mẹ của quý vị dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, trong lúc quý vị đang ngủ, quý vị có biết không? Không. Như vậy, đâu phải là bà mẹ không làm việc. Khi tỉnh dậy thấy nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng, thì quý vị biết là có người đã làm gì đó. Nếu không có ai khác trong nhà,
thì chắc đó là mẹ rồi. Quyền năng tối thượng làm tất cả. Cho nên, chỉ có Minh Sư làm hết tất cả, còn ai nữa đây? Còn người nào khác ngoại trừ quyền năng tối thượng làm mọi chuyện cho quý vị? Rồi quý vị tưởng rằng mình thiền, mình ngồi, mình ăn chay, mình giữ giới, vân vân. Thật ra tất cả là Minh Sư làm. Minh Sư tìm Minh Sư, không phải quý vị tìm. Ai là người kiếm? Có phải tất cả những tư tưởng nhảy lung tung, chuyện này sang chuyện kia là cái đang kiếm trí huệ Minh Sư không? Không, đó là trí huệ. Nó biết đã tới lúc nó phải ngộ ra chính nó để trân quý quyền năng của chính nó. Mọi người vỗ tay. Quý vị cắt mất cảm hứng của tôi. Mọi người cười. Thôi được, tôi còn hứng khác. Thành ra, nếu vẫn còn nghĩ rằng chúng ta đang làm việc gì đó hoặc đang kiếm cái gì đó là chúng ta sai. Bởi vậy, chúng ta không thể hòa với Minh Sư. Bởi vậy, chúng ta không thể ngộ mình là ai và Minh Sư là ai. Minh Sư là chính chúng ta đó. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Santimen, Bình Đông, Formosa vào ngày 26 tháng 12 năm 1992. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tin số 117.